Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lần đầu tiên cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà thương thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì hiện tại bây giờ Hùng Lý đang đứng ở chợ Ba Vác ở tỉnh Bến Tre. Bây giờ đi vô chợ mua kiếm gì mua về nhà một lát nướng với nấu ăn nha cả nhà. Hello đi về. Hello. Trời ơi, giờ mấy cái này mua về ăn chơi mà ngon lắm bây giờ. Tôm mực là mua. Tôm mực hàng cá dưới kia. Mua bạch tuộc hay mua bật? Bạch tuộc đó. Bạch tuộc hả? Bạch tuộc mới ngon rồi. Cái dào lựa, giờ biết lựa, dào lựa kìa. Dào. Này nhiêu ký vậy anh? 16. Dạ không? Dâu bắt đầu là xin que, ngon. 16 hả? Ừ. Mắc cái vậy? Mắc 60 được rồi. Trời ơi là trời. 60 nè anh ơi. Nè 60 lấy cho bà. Lấy cho bà cái bật cái gì nè? Cái mực của con mực á. Cái mực của con mực. Đúng rồi đó. Tại mình không dám ăn chứ mát lắm á. Họ nói nghe nè, lấy cái đó, lấy dùng cái này được, cái này mật này nhiêu? Đó giá luôn, còn giá luôn. Họ lấy hai thứ. Ồ. Ừ. Còn tôm sao anh? Tôm có 200 á. 200. Không giòn bằng. Thì đúng rồi, vô cũng bằng giá luôn hả? Cái này cho bán 17 rồi, 18 rồi, 17 rồi. 17 hả? 16 được rồi, cái bằng đó đó. 10 đó thêm nữa không? Bao không? Bao. Vậy đi, để em đi vòng em hỏi hết đi, em quay lại. Nếu mà hơn giá là tôi phải ấy rồi. À, vậy bắt cái gì của em vậy? À, ai biết. À, ơi lộn. Đúng rồi, thôi lấy cái này đi, nó giòn hơn là vào. Lấy. Hello mọi người, hello. Trời, hello. Đó là em chị đăng ký kênh Sức Sống Mới đó, thấy chị trên đây đó. Dạ. Dạ. Cả nhà ơi, chị của em là cả nhà hai chị em giống nhau không? Hai chị em giống nhau không? Đẹp. Ôi ôi. Đi ra cho nó. Ủa nói ngày em nói chị em đàng hoàng mà. Chị em. Trai đẹp nè chị. Trời ơi là trời. Không có trai ở đây. Nói chung bây giờ không ai mà chơi con trai. Vô chung. Mối gì chị? Thịt heo hả? Em chưa đủ hả? Chị thấy em chưa đủ heo hả? Kêu mua thịt heo. Hả? À, dạ lấy luôn đi chị, lấy luôn đi. Tôm này nhiêu? Này luôn 2 giờ, lấy này luôn 2 giờ. Ê. Cái này khỏi xịt nước hoa luôn. Chanel nha. Chanel Gucci. Vào xịt miếng cho thơm vào. Nè chậm 20 lỗ tai nó mới thơm á. Hun cho mới đã. Trời ơi. Chị làm sạch sẽ cho em đi trời. Cái này ai vậy? Ông xã chị hả? Nào cá không? Bên đâu? Ngon lành. Ngon không? Ngon lành. Em test hàng trước nha. Trời ơi kìa, ở dưới kìa. Nào. Chị kêu bên đây đi. Hả? Kêu bên đây mua thêm 10 kg nữa. Ôi mày không xuống dưới nè, sao không lên. Có một bạn đây cũng ngon lành, nó đi hết tơn. Đi hết tơn hết tỏi à? Tỏi à. Đi bực tính không? Đi khẽ đúng không? Ừ. Anh vớt cho em tơn, này tơn này tôm sú hả chị? Tôm thẻ. Hả? Này hả? Ở bự chút đi. Thôi giờ anh lấy cho em này đi anh ơi. Cái này nhiêu ký? Này nhiêu ký? Này 22. Tao nó học cái đầu không à? Cái đó tính không có ngon. Cái đó tôm nó có cái đầu không à? Như là cái này nè. Cái đó là cái đầu không à? Trời ơi anh ơi, anh sẽ Chanel như người em hoài à. Lấy giờ thấy blue đồ đó. Lấy nửa ký. Hết cả đông mà. Hả? Người ăn một con thôi. Không mà tên người ăn con lấy gì cho vui thôi, ăn cái hương vị của miền Tây Bến Tre chắc họ miếng rồi má. Người ta có em trai kìa. Có em trai kìa. Gia đình trai không à. Con nào chịu lại nấu cho nè. Con nào? Hả? Con nào chịu lại? Con này nè. Con này chuyển giới nè. Con này chắc tính con không chịu, sợ có chồng
không, con này chưa có. Biết sao biết sao bị nhão không? Biết sao chị biết nó nhão không? Đánh đi má con này nè. Ở đây là bác bán á. Bác bán hả? Đâu sao đâu, em ra em đứng, em có đứng bán mà em đứng liếm tiền. À, ngon không? Ngon, ngon, bao ngon, chị bao không à. Em thấy không có ngon rồi đó. Không có ngon. Ở tôm, ăn tôm, dạ, tôm. Tôm mở rồi hả? Cái vỏ này giống như là mua mắm bà Giáo Thảo bà Châu Đốc vậy đó. Cái vỏ này quả mua là 15 ngàn một cái đó. Ê, cái vỏ này chắc cũ lâu lắm rồi nè. Mùa Noel tới giờ luôn. Cái này chị mua quà Noel đâu ta cho chị phải không? Ôi, con nữa. Cái này là tôi làm quà Noel là năm nay nè. Phải không? Trời ơi là trời, bác hay. Tôi thấy không có để 2022 nha. Không có để nha. Chánh ơi. Chánh. Chánh ơi. Lấy bỏ vô đây, tèo cất đi. Đi đâu mà. Nó nghe nè. Bỏ không lại, bỏ lại, bỏ cầm đi, bỏ lại à. Ờ, cái nước này nó bự quá, nước nào khích khích lại á. Được rồi, này nước cho nó nhiều. Nước, ý là nó gớt, nó lọt không? Nguyên miếng vậy. 25 ngàn lấy 2 miếng đi. Rồi. Ê, có đồ gấp nữa, có đồ gấp đâu chị. Thôi, ngắn thôi, tụi em ngồi dưới đất mà cần phải dài. Tụi em ngồi dưới đất. Nè, cây này được rồi. Bao nhiêu cây? 10 ngàn lấy 2 cây đi. Anh, em nói nghe nè, em hỏi thử coi, em hỏi thử coi, anh chị biết giùm em. Cái giá này chị. Dạ, 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 ok. Cái này nè chị, cái này 10 ngàn mắc không? Không, 10 ngàn thôi, tại bỏ. Dạ, tôi gấp cái đó về nướng ăn ngon, nha giàu. Thôi, đúng là sĩ cho thẳng má ơi. Nhiêu vậy? Lên bỏ rồi, hai bỏ đi. Hai bỏ đi chị. Không có ký tờ bỏ được anh Thịnh. Đâu sao? Ký tôm hả? Ở tôm nước hả? Ờ. Thôi khỏi, khỏi sở đi. Thôi khỏi sở đi chị, khỏi đi, khỏi đi. Em bị liệu kia, khỏi sở em rồi. Gỡ này 50 với lại hai cái cây kia nữa là 70. Thêm lại 3 tục. Gì nữa má? À, khăn giấy. Khăn giấy. Hả? Nó đẹp hả chị ha? Nó đẹp thấy sợ luôn á. Trời ơi. Hết hồn luôn á. Em bảo chung với nó mà em chơi chung nó em còn hết hồn nữa chị. Hết lại 3 tục. Cái bao đó chị để đâu vậy? Nãy giờ cái bao chị để đâu vậy? Đâu để thấy nào để thấy chị không, để giờ em ngán luôn á. Nãy giờ thấy một mình chị phóng xỉu luôn á. Chị có đó có... Rồi quay ổng đi luôn. Hạnh Phương nha, cả nhà nha, chợ này là chợ Ba Giác. Hả? Ba Giác. Dạ Ba Giác nha cả nhà. Ba Giác. Ba Giác. Ba Vác. Rồi chúc chị bán đắt nha. Rồi. Tôi nói nghe là mình đi mua đồ mình ốp vào. Mua sao tới? Trời ơi, cá kìa. Trời ơi, cá lóc nhà má chỉ. Má chỉ cá nào chưa có, má chỉ cá lóc. Cái cá kêu lê ho, bác tiếng ho hay lắm. Hợp đen, xúc nén, xúc đen. Ở già mới này làm ăn vào. Đậu bắp nữa, đúng rồi, đậu bắp nữa. Cái này như bịch vậy trời. Có gì bà ghẻ giờ có 5 ngàn vậy. Thái. Đúng rồi, có 5 ngàn một bịch rồi Thái. Có cái món của chị đó đó. Đâu? Cá hoài lộng. Sai, sai, sai. Bà xài bán sao chị? Thiệt không? Em bấm mới đích em hửi đó. Dư cho em nè. Thôi má ơi, có biết ăn không? Cái đó gì vậy? Đâu, ăn sao vậy? Thử coi. Chấm nước cốt vừa hả? Sắc luôn chứ Hùng. Thiệt luôn hả? Ừ, ngon lắm. 40 ngàn ký hả?
ngon cực kỳ luôn chứ Hùng. Chấm chấm nước cốt nữa, chấm nước cốt nữa. Thế mùi vị gì vậy? Chấm nước cốt nữa ngon. Lấy em giờ chưa mấy ký, chị hỏi em lấy nửa ký hay là mấy lạng á? Ngon nửa ký thôi, không ăn đâu, tại mua đồ nhiều lắm. Lấy em xoài mấy trái xoài đi. Rồi. Chị ơi lấy mấy bịch này đi chị. Lấy em 6 bịch này đi. Lấy em 6 bịch đi. Hello cả nhà, vui không cả nhà? Hôm nay là em được chính tay đi chợ nha cả nhà nha. À, thường thường là nấu ăn á, thì em chỉ đi theo thôi. Chị giàu là đi chợ, còn hôm nay là chính tay em được lựa những món ngon mỗi ngày. Sao vậy? Thì vui vẻ dễ thương mà chị. Đúng rồi, tại tài. Tài. Tết là tại tài. Tài ơi là tài. Tài tài không? Nhiêu vậy nào? 100.000 đi. Xài mấy ký vậy? Xài 2 ký. Ủa mấy má trả tiền cái gì má mua quá trời vậy má mua quà không ngừng vậy má. Xài trái ăn vậy. Ủa nó nghe được có trái tao đâu biết ăn đâu. Không còn tiền giờ mình ăn. Đâu còn ăn đây. Nói chị nói sao em nghe? Mua nửa ký mà thôi, phải tụi em ăn nửa ký này không hả chị? Tụi em mua nhiều cái nửa ký chứ không phải có món nửa ký này về nhà ăn chung. Cái gì vậy má, lựa gì nó vậy? Ăn thử. Ở đây là chén thì chính ăn thử. Cái này là chín cây phải không? Có thuốc không? Em ăn vô em biết. Thôi em hỏi chị biết này có thuốc không? Hả? Em phải có thuốc em mới hết ăn. Em phải cái nào có thuốc à? Chấm nước cốt dừa ăn đó. Ngon lắm, Thái nó ngon lắm. Nó nghe là vào mua chanh mua đồ để một lát hả là muốn tiêu chanh rồi kìa. Ôi má ơi. Không có sao đâu chị. Độn bên làm bên, muốn có tiền làm thêm bên nữa. Rồi, không có sao hết đó. Mình chỉ là đẹp thôi, mình không có xài, mình để cho đẹp thôi. Đúng rồi, ở đây là phải vừa. Ở mình bánh te là phải vừa hả? Tập đi cho nó quen đi, mốt mà có tiền mình làm bự lên chút xíu nữa cái mình đi được. Mình tập độn cho nó quen. Ok, cho hai cái luôn. Nè trời ơi, em mới đặt một cái giống chị mà bự lắm, hột trà vậy luôn nè. Ủa, rất là nhiều. Ok nè, thấy cái gì phải không? Ở đâu mất tiêu rồi? Giống cái này ha, có vậy ha, tự tưởng cái hộp vậy ha. Rồi bà liếc hoài, mới mua mật tơ mà liếc hoài luôn á trời. Sao dạ? Có lần sau tới em ủng hộ đâu. Bây giờ á, 3-4 người đăng ký rồi đó. Mới đăng ký rồi, tôi kêu bạn mẹ có đăng ký rồi con. Đăng ký rồi chia sẻ luôn. Chia sẻ luôn. Có gì mà hoài vậy trời? Tài tài. Tài hay là tài? Muốn dữ lắm rồi chị nhìn đi. Nó ốm yếu vậy mà nó ham lắm. Nó vừa ăn nè. Không có sao hết trơn á đó. Dài được, không có sao hết trơn á. Hả? Này được nè, cái này ngon nè, cái này dịu nè. Trời má đi, lá hồi nó cứng. Bà nghĩ sao mà tôi nhìn trái mớp tôi cứng? Tôi đâu có bị bệnh đâu má. Tôi nhìn cái trái mớp của chồng bà tôi mới cứng chứ mắt gì mà tôi nhìn trái mớp này tôi cứng má. Trời ơi là trời, áp dễ sợ. Trời ơi, chứ tôi bị liệu hay gì nhìn trái mớp mà cứng. Trời ơi là trời. Nè. Tôi bà nghe tiếng cá chim tôi hết muốn ăn rồi. Trời ơi. Không có ăn mà đó chỉ cần mà chữ chim vô thôi là tôi không thèm nhìn tới luôn chứ đừng nói ăn. Trời ơi. Nè cái con này mà ai biết làm á nha, súp bánh đa ăn rất là ngon luôn á, dào mê hả? Súp bánh đa xào xả ớt, súp bánh đa rất là ngon luôn.
Biết làm không? Biết. Ủa em có con. Bánh đa ở đâu? Ở đây bánh đa ở đâu bán? Ở đâu bánh đa làm có? Ở đây chỉ bán nhiêu lạng? 10.000 lạng hả? Nói trời ơi, em sợ có đường chỗ nào cũng kêu kêu lấy hết không mà thôi em đi luôn. Mà ngon, phải biết làm mới ngon, biết làm ngon lắm á. Cái nào? Để quên nãy giờ thấy không mất. Công nhận có bánh tre để không có mất nha. Hay sợ mua từ nhảy để đây luôn á. Để nãy giờ không có mất, không có mất. Đi sách về vào. Công nhận thấy mua cho bà giàu để nãy giờ không mất luôn má. Hay đi nãy giờ có tiếng hồ luôn. Công nhận ở dưới quê để gì cũng mất hết trơn, chỉ có để chiếc xe mới mất thôi cả nhà liền. Rồi má lấy đi tét đầu má. Ghen. Nè thấy không? Nè nè nè, chiếc xe em để đây nãy giờ không mất luôn thấy không? Vẫn về vào. Ở đây đi chợ nãy giờ chiếc xe để không mất luôn má, hay chứ sợ. Công nhận ở dưới quê để xe không bao giờ mất nha, đi về vẫn về. Vẫn về vào. Ờ em mua quá trời, tại vì ở chợ. Về đây chủ yếu ăn mua cái đồ nướng đồ ăn này nọ chứ giờ thịt. Quá trời con. Ờ đổ giùm bớt đi. Tớ nhiêu vậy? 3 triệu. Có tiền giả không vậy trời? Tôi không có nhìn tiền. Thưa nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26. Kìa cho tao qua kìa. 28. 26. Cho bọn công chuyện đéo xíu đi. Ồ dịu quá, công chuyện dịu. Rồi 28 28 luôn. Không nhận mấy bạn đây số 8 không mà sự tờ không. Đây. Giờ tiền giả rồi tôi quay lên YouTube là tiền giả là tôi báo công an rồi. Không này thì chắc chắn tại mà YouTube em mình làm YouTube em không có tiền giả. Rồi, đó có tiền lẻ xài luôn. Chúng mày bán đắt nha chị nha. Ok, thank you. Gặp nữa. Trời ơi, rồi cái màu xanh đẹp quá má ơi, cái màu xanh hạp với cái áo dễ sợ luôn. Thá cái này mình thôi tụi bà đổi đi. Trời ơi, bà đâu đi một bộ luôn má. Rồi nguyên cái áo. Hạp với xương công nhận ha, cái bánh tre rồi. Bà mặc đúng bánh tre tóc dài, dịu quá ha. Mà tí cái em phải trai, em trai dùm cứ cái bánh tre rồi. Rồi ơi là trời. Ok, ok, ok. Ok. Giao ơi. Qua được không chị? Chết rồi, qua không được hả? Xe này phải của em. Rồi chị qua. 1, 2, 3. Rồi. Ồ, có kẹo chuối nữa hả? Rồi chiều nay hết cọc tiền này về tôi khóc khóc gồng luôn á má. Đi đến kia đã mua kẹo dừa. Kẹo dừa. Dạ. Yeah. Có vé nào làm bằng dừa không chị? Tại vì em có vé này trên Sài Gòn có bán, có vé nào làm bằng dừa. Em nghe nói là người ta làm những cái thủ công bằng dừa, có vé là bằng dừa không? Trời ơi, tại vì mấy vé này ở trên Sài Gòn thì nhiều rồi. Còn tôi có vé bằng dừa, em thích cái vé bằng dừa để mua về, mình biết mình đi Bến Tre. Kỳ sau có được vé nào bằng dừa em lại chỉ giới thiệu cho em nha. Chỉ họ, em ở trên Sài Gòn á. Dạ, em ở quận 4. Dạ. Trời ơi, anh Biên kìa, anh Biên mua đi chị tặng cho anh Biên đó anh Biên. Thì con chiếu ở đâu? Con chiếu ở đâu? Trời ơi, công nhận nha, đẹp nha. Ôi ôi, được anh Biên mang lên, anh Biên không có bự, anh Biên vừa luôn á. Có slot 1 số nữa không chị? Con gái mà mang 42. Cái vừa chó đẻ vậy trời. Con gái mà mang 42. Trời ơi là trời, cái này nhiêu đâu vậy? 250 anh Biên. Sao đấy đâu không mang lâu mang đi gì đó đi quay clip rồi vui lắm anh Bin. Không mà mang đẹp, anh Bin nhỏ con mà đẹp, anh Bin mang đẹp thiệt mà mặc quần dài xuống luôn phủ xuống luôn rồi anh Bin mang rất là đẹp luôn. Thôi thôi nó mang đừng có quay cực lắm. Rồi em tặng cho em mua đi cho tặng cho em đôi. 42 mà còn kêu xe lớn nữa. Còn xe lớn nữa không chị? Mang hút tao quýnh chết đó nha. Mang mà thúng tiền tao quýnh đó. Rồi tao quýnh thiệt đó. Để cả nhà nhìn không những mang đẹp cả nhà ha. Ở bên mang đẹp ha. Trời ơi. Tớp lắm mà. Tớp mà mang tàu băng vuốt không mà. Tớp giờ ngộ lắm. Không, cái đôi đẹp hơn. Tôi này đẹp hơn, tôi này dễ thương hơn. Hồi nãy giờ là Hùng Lý và trong nhóm của Hùng Lý đi vòng vòng ở chợ Ba Vác nha cả nhà, thì muốn mua một ít tôm mực rồi những cái đồ ngon. Đúng rồi, đi sinh nhật anh bà đã định mua băng vuốt ở đây, đúng rồi đó băng bên. Rồi hồi nãy giờ em cũng có quay vòng cho cả nhà mình xem ở chợ Ba Vác này. Thì mong hôm nay là Hùng Lý đi về Bến Tre Hùng Lý chơi. Mà cái này không phải là gọi là đi du lịch nghỉ dưỡng gì hết, mà cái này gọi là đi phượt đó cả nhà.
tại vì đoàn xây nhà luôn cái nhà nha. Thấy các tiểu thương ở đây rất là vui vẻ luôn. Đúng rồi, các chị tiểu thương Bến Tre ở đây rất là, nói chung là nhìn nhiệt tình và nhìn tụi em cái giới tính, em nghĩ là thường thường là cái quan điểm ở Sài Gòn xuống á, thì em nghĩ là cái giới tính của mình á thường thường là làm cho người ta cảm thấy người ta bị ngỡ ngàng, nhưng mà hình như là Bến Tre chắc cũng đặc biệt cũng có xa Sài Gòn mình mấy, nên là gọi là nhìn vào rất là thoáng luôn, nên em cảm thấy là rất là vui vẻ, tiểu thương nào cũng rất là vui, tới đâu cũng rất là vui luôn. Vậy là chắc em sẽ về Bến Tre nhiều lần hơn nữa để có đi nhiều nơi ở Bến Tre hơn nữa để quay clip cho cả nhà mình xem nha cả nhà nha. Kết thúc clip, Hùng Lý xin chào tạm biệt cả nhà mình và hẹn gặp lại vào clip sau ạ.